Mày cũng phải lên hoàng thôi. Đây này các bạn, ôi trời cô mày cho bá vậy. Không có không vừa chứ cũng không bự gì mấy. Ôi cô mày, các bạn ơi, nó bự các bạn ơi. Trời, đúng chắc cô mê luôn các bạn. Bự cái này trời ơi, vàng ấm luôn. Rồi xem gớt luôn rồi. Đây các bạn, trời ơi, nó vàng cái nè, vàng khè luôn nha. Đó, trời chà bá luôn vậy, xém gớt luôn rồi nè, nó sức cá bự á. Đục thảo luôn cả, dính lại, ôi bự các bạn ơi, không coi nữa, đục thảo luôn cả, dính lại, ôi bự các bạn ơi, không coi nữa, quay ra ngoài không coi nữa, ăn lúc thao luôn, đây các bạn. Làm em đó. Trời ơi. Xem gớt rồi. Dạ. Ôi các bạn, cá nó mềm luôn rồi nè. Nó tròn lẫm luôn vậy. Ủa nâu à. Trời ơi các bạn ơi. Trời. Con này con quỷ, cái con gì kìa. Này các bạn. Nó là trời. Ôi trời ơi. Con này con quỷ, cái con gì nè. Các bạn ơi, nhìn nè. Đây nè, ngay lại. Ê. Trời ơi. Làm hồi gớt cá gô này tức lắm luôn á. Thôi không móc cái này, không gớt nữa này. Ôi trời ơi, cá gô nè. Đây này các bạn. Đây né lên coi. Đó. Ôi trời ơi, bụng nó bự. Trộm bằng bàn tay luôn nè. Nè. Trời ơi, cá gô bự. Nó có màu đỏ này kìa anh chưa. Ừ. Này các bạn ơi, cái bự cái nè. Nhìn thấy ham thiệt á. Quá trời rồi, cá gô. Sướng rồi. Có màu đỏ máu nữa kìa. Thấy phao không ta? Là cái máy này thấy phao mà thấy rõ nè. Có thể chụp lại. Rõ phao một xíu. Rõ ít, ít nó phát tiêu cả. Bự nè các bạn ơi. Này các bạn. Trời ơi. Ơi, nó hả? Này các bạn. Đi qua vô trong đi để nó gớt cá này uổng lắm. Ôi trời, bắn cá thấy đây nè. Ôi trời, bự cái nè. Mình lo về cái máy, mình máy quay cho nó ngay cái phao á, là nó ăn lúc phao nè các bạn. Chúng luôn các bạn. Tôi lên chúng một cái gô rồi. Sướng tay. Đây, lên một em gô bự cho bá luôn. Quá sướng tay. Lớt nè. Rồi.
chưa? Lụm ơi, lụm cả nhà ơi. Lụm trời, hai con luôn trời. Trời, quái đồ vậy cái nè. Ôi ơi, trời, hai con đang mung luôn cả nhà ơi. Trời, bắt lọc. Ôi ơi, ơi. Trời, hai con bự nè. Trời ơi. Trời, mưa cho bá luôn trời. Ủa trời, mưa này nước lỡ cá lên nè cả nhà. Trường không kịp đặt cái máy quay luôn á. Ê, bỏ lên trên là để nhảy. Ừ. Ủa trời, ê, cái này hồi mình làm món ăn được rồi Lộc ơi. Dịch kiểu này mà yêu cầu có cá, cái này là làm món ăn được rồi. Chứ giờ đi câu không đâu được chứ. Đây trường vô mương của trường nè. Đó. Mưa nhà nè, rồi giờ mưa mấy ngày nay là nước nó lên nha nè. Rồi trường lên câu đại luôn chứ. Câu mà xong cá nó hết ăn rồi. Lâm ơi, dính nè. Ôi trời, có mày cái nhà ơi. Trường vừa bỏ xuống luôn nè. Ôi trời, có giá khấu lên cho khe luôn rồi nè. Trời, vừa bỏ xuống luôn. Hên là mình bấm máy quay kẹp trước nè. Đây. Ôi trời, con cá rô nó bự nè cả nhà. Cá không thấy rõ rồi ta. Thôi, đó mình nhìn thấy gì là biết cá rô bự rồi nè ha. Đó, đang mung luôn. Nó nhịp nhịp vậy đó. Lắm rồi. Cái con bự nè cả nhà ơi. Thấy không? Chưa biết lắm mà. Ôi trời, nó ăn ngầm nãy giờ luôn rồi cả nhà. Trời ơi, vàng rồi lắm. Ôi ôi, nó vàng mà nó đen luôn cả nhà ơi. Mập lù luôn rồi nè. Ôi trời ơi, tròn lắm luôn rồi nè, thấy không? Cả nhà thấy không? Ôi trời, trúng luôn rồi cả nhà ơi. Quá phê. Đó. Cái mương này lâu lắm rồi trường không có thả cá chứ mà tự nhiên đâu quá trời luôn nè. Ôi ôi. Xiết luôn coi. Cái đặng trường với Lộc có cá rồi. Lụm mày cả nhà, nữa nè. Nó con này thì nó hơi nhỏ hơn chút xíu nhưng mà nó đang mung à. Nó mập lù thấy không? Ôi trời, thấy nước này sao cá mập lù rồi cả nhà. Cái nè, thấy không, tròn lúm luôn vậy đó, quá ngon luôn. Ôi cô nè. Lụm mày cả nhà ơi. Ôi trời, ôi trời, con khủng nữa cả nhà ơi. Trường không lo coi nữa nè. Ôi trời. Đây. Lụm con cô khủng nữa nha cả nhà. Trời, trường không lo coi nữa. Trường lo nhìn trời chiến mưa không mà nè, con cá rô bự nè. Ôi trời, nó khủng. Hết sức cá rô mày cả nhà ơi. Nó vàng khè luôn vậy. Đó, dính toàn là gô mề, gô bự không nè. Giật đã tay thiệt á cả nhà. Chắc đây nữa, trường lên trường câu nữa. Phải câu thêm nữa mới được. Đó, ghê hồng không, bự không thấy không. Rồi thôi, cả nhà xem video nhớ bấm like, đăng ký, ấn chuông á. Để theo dõi những video tiếp theo của trường ha. Trường chúc cho cả nhà có thật nhiều niềm vui, có thật nhiều sức khỏe để mình chống lại dịch bệnh nha. Rồi, vậy thôi trường chào cả nhà luôn. Tính nấu ăn mà rốt cuộc giờ chuyển mưa tới quá rồi, thôi mình nghỉ nấu luôn. Rồi thôi, coi như hôm nay mình giải trí được nhiêu đây cũng được rồi hả cả nhà. Rồi thôi, chào cả nhà nha.